Giờ cô sẽ điểm danh đầu giờ và cuối giờ luôn đi. Đấy. Khi nãy là Vinh Quang nói với cô là Vinh Quang không biết làm cái gì, thì cô sẽ mở cái bài của Vinh Quang ra. Đây. Ok. Đầu tiên thì các bạn vào đầu tiên cái trang admin, vào đầu tiên thì thường sẽ là trang login. Đúng không ạ? Trang login. Sau khi submit login xong thì các bạn phải vào cái trang index. Đúng không ạ? Vào trang index. Ok. Đó, index xong các bạn sẽ vào tiếp trang tiếp theo. Đây nha, cô sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn làm tiếp ha. Đây, làm đại này đi. À, đây. Load mon có không? Rồi start. NPM. NPM start. Ok. Các bạn start cộng bao nhiêu? Port của ta là 3.000 ha, 3.000. Ok. Đây, localhost 3.000. Vào admin, submit admin, nó sẽ vào cái login process. À, bữa trước demo cái này là cô phải đăng nhập bằng cái gì ạ? Đăng nhập vào hường TT và password 123. Hường TT, password 123. Rồi, ok, submit. Ok, vào đây. Thì ở đây là Vinh Quang nói cô là bây giờ em chỉ làm được đổi mật khẩu thôi, còn lại em không làm được cái gì. Thì cô sẽ hướng dẫn như thế này nè. Cái này là các bạn để logo của chỗ feature này nè, là các bạn để logo hoặc để cái gì đó không biết. Bây giờ cô sẽ sửa cái code lại cái trang index cho các bạn nhé. Đây. Ok. Cái chỗ này nè là em để là ví dụ như em để tên đi ha, ví dụ như là Vinh Quang chẳng hạn. Như vậy. Ok. Hay là admin đi ha, admin đi chứ nghe Vinh Quang nghe. Quang nó hết hồn. Ok. Đó, cái admin, đúng không ạ? Đó, cái này admin quản trị cái gì? Thì cái này ở trong của Vinh Quang á thì cô sẽ có là thế này. Có phải là nó Vinh Quang sẽ có bảng là loại sản phẩm nè. Sản phẩm nè. Đó, sản phẩm nè. Và một bảng admin đúng không? Thì khi nãy là cô nói nếu mà Vinh Quang mà không có làm giỏ hàng thì không cần cái bảng hóa đơn. Tức là không có mua hàng thì không có hóa đơn. Hiểu không ạ? Không có hóa đơn. Và cũng không có người dùng luôn, không có người dùng nhá, không có luôn thì cô chỉ có hai cái bảng thôi. Đó là loại sản phẩm và sản phẩm. Vậy thì admin sẽ làm cái gì? Để các bạn liệt kê ra này. Admin làm gì? Có thể làm gì? Một là đăng nhập, hai đổi mật khẩu khẩu, hoặc là cô để cái này luôn ha, cô để là đăng nhập nè, đổi mật khẩu nè, và đăng đăng xuất nè, đó đăng xuất nè, đó đó ba chức năng. Hai đó là quản lý loại sản phẩm, quản lý loại sản phẩm. Quản lý loại sản phẩm gồm thêm, view, xem, cái này là danh sách đó, thêm, sửa, xóa và tìm kiếm. Đấy, xem, thêm, sửa, xóa và tìm kiếm, đó là quản lý sản phẩm. 2, 3, quản lý sản phẩm loại khác nha, quản lý sản phẩm. Quản lý cái này là sản phẩm thì nó cũng vậy, nó cũng có bốn chức năng này. Xóa tìm kiếm nếu loại sản phẩm ít, nếu loại sản phẩm mà ít nó có khoảng mấy loại thôi thì các bạn là gì đấy ạ? Ok, nếu có mấy loại thôi thì các bạn ở đây các bạn là bỏ cái tìm kiếm đi, không phải tìm kiếm. Nhưng mà sản phẩm thì bắt buộc phải có tìm kiếm, lý do là các bạn nhiều sản phẩm thì phải có tìm kiếm. Đúng không? Admin có thể làm gì? Ta làm những chức năng này. Bởi vì các bạn có mấy bảng? Các bạn có 3 bảng. Nếu các bạn có bảng hóa đơn thì các bạn thêm cái là quản lý hóa đơn, quản lý người dùng. Tương tự như vậy ha, quản lý hóa đơn, quản lý người dùng, thống kê. Đó, các bạn thống kê các thứ, rất là nhiều thứ trong đấy. Ok. Còn nếu các bạn làm đơn giản thì cái admin các bạn chỉ có những chức năng này thôi. Thì các bạn nhìn cô nào. Ở bên này cô sẽ sửa như sau. Cái thứ nhất là cô sẽ để là quản lý loại sản phẩm.
quản lý loại sản phẩm, quản lý phân loại chẳng hạn. Ok, để vậy cũng được. Đây, quản lý, ôi chà, quản lý phân loại đi ha, loại sản phẩm, phân loại đi ha, phân loại đi ha. Ok, rồi hai là quản lý sản phẩm, quản lý sản phẩm đó. Rồi cái cuối cùng không có thì thôi, nhìn nó ít quá. Thì ở trên này các bạn có cái menu ở phía trên hoặc không có tùy. Cái phía trên này có, vừa trước cô nói là làm cái menu này, cái ba cái này nè, trên menu này có thì không, không có thì tùy, bỏ cũng được. Ok, thì ở đây các bạn có thể là đổi mật khẩu ở đây. Đổi mật khẩu. Mật khẩu. Và đăng xuất thì các bạn để là thoát. Ha. Thoát hoặc là đăng xuất. Lock out á, đúng không? Đăng xuất. Đó, các bạn thấy đủ chức năng chưa? Đây, đủ chức năng chưa? Quản lý phân loại, quản lý sản phẩm, đổi mật khẩu và đăng xuất. Đấy, các bạn không cần đổi mật khẩu, để đổi mật khẩu của admin nha. Đổi mật khẩu admin á, của chính các bạn ấy. Đó, thế. Rồi ở bên này card này, deep deep. Bỏ cái border đi. Đây, bỏ cái border đi. Ok. Chạy. Đó. Ok. Ở đây thì các bạn có thể để cái banner phía trên đấy. Cái ba à, cái card banner phía trên, cái card header sao nhỏ xíu vậy? À đâu? Cái phần này là card header sao không có gì đây? Card header đây nè. Thì các bạn ví dụ như các bạn đang ở quản lý phân loại thì nó sẽ là quản lý phân loại ở đây. Ví dụ như các bạn mà đang khi các bạn vào thì ở đây là dashboard. Ví dụ cái này là cái trang chính. À, các bạn có thể có một chỗ để quay về trang chính nữa. Đấy, các bạn thêm cô cái này nữa là màn hình chính. Đấy, trang chủ đi ha, trang chủ cũng được. Trang chủ admin á, quản trị á. Ok. Đấy. Thì giả sử đây là trang chủ quản trị là cái index này nè. Đúng không? Thì các bạn tạo cái index này, các bạn có thể tạo cho cô như sau. Đây là các bạn để cho cô là trang chủ admin đi ha. Ok. Đấy, trang chủ admin. Rồi đây các bạn để cái này nè. Các bạn có thể để cho cô là cái tiêu đề ha, create by, để sao cũng được ha. Create create ơ create by cái dấu amoc là dấu gì nhỉ? Cái amoc là và amoc s s hả? Amoc là dấu gì ta? Amoc này nè, cái a câu này với bài phương tt chẳng hạn. Ok, ví dụ vậy. Đấy, cho nó hoành tráng là đây là được tạo với toco chẳng hạn ha. Để hương tt gì chấm, hoặc là hương tt 43 amoc fpt fe.edu.vn, ví dụ như vậy. Đấy các bạn, đấy cái này là như thế này. Thì các bạn muốn cái này nó full màn hình. Cái full màn hình thì các bạn, cái này là ở top, cái này là ở bottom. Cái bottom thì các bạn để cái, cô nhớ là cái text mode. Cái text mode là cái gì ta? Cô nhớ cái này trong cái kia nó sẽ là fix bottom. Cô nhớ là vậy. Có phải không? Có phải nó ở cuối cùng hả? Đấy, fix top, fix bottom, fix top. Đâu, fix bottom. Khoan, cô sợt cái. Không thì thôi từ từ, nhưng mà tôi sẽ là bootstrap. Fix bottom. Fix bottom. Footer cũng được. Position bootstrap này các bạn. Thế này cũng hay lắm. Mình khỏi cần phải xử lý nhiều. Position static, position fix. Fix top, fix it bottom. Đây. Chạy thử nhá. Ép lắm. Ồ, nó nằm dưới cùng luôn. Ghê quá. Nó fix luôn. Mày ác nhơn gì trời.
nó phích cái là nó tràn ra ngoài luôn, ghê thật. Có đẹp không, phích to thế này, giả sử như là ghê ghê phích top là nó cũng tràn phía trên luôn. À, nó cũng tràn phía trên này, nó đẩy nó phích ở đây. Cái này mà muốn làm thì nó phải để margin top. Quắc không được rồi. Ai 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 nói gì, ai nói gì ghế thật sự là gì em, xấu hả? Ghế là gì, ghế xấu hả? Fix top là nó tràn ra hết rồi, các bạn cũng dùng được, nó dùng với web thì cô muốn để trong cái này thì không thể fix cái này được. Tức là các bạn để cho nó cái khúc giữa này nè, nó tràn hết hai ông này ở dưới top, nhưng mà top của cái window này nè, đâu rồi, top của anh này nè, đây nó tràn ra là top của anh này, bất tường anh này nó kéo dán vào đây thôi. Khoan, cái card này, cái card này, column này các bạn có để style, có nhân style coi hay 100% coi nó có ra không, có ai nói gì cô không? Đây, chạy lại thì không được, không được. Okay. Rồi bỏ cái này đi, rồi ta tính sau, ta tính sau. Cái chỗ này cô muốn dán cái này trên, cái này dưới, nó nằm sát xuống cái này nè. Đây, cái deep nav này, deep nav này, card, deep class card, text center, cái này là style hay coi 100% hả, có được không, 100% thì nó ra đây. Ok, 100% thì ra đây. Vậy cái container là để style 100% hay hay 100%, ta để container là hay 100%. À không chịu. Cái này nó bằng cái này rồi. Container deep row cho xuống đây được không? Thế. Okay. À không chịu, rồi xử lý sau. Cho 100% nó đẩy cái này bằng cái này luôn. Và bây giờ cái deep này nè. Cái deep này. Ok, container. Để cái fix, là cố định luôn, có sửa xong rồi. Trang chủ này á, các bạn để cho mấy cái dashboard như này đây này các bạn, trong cái card body này nè, ta không để form này đâu, cô sẽ để các bạn là nếu cái trang trang function thì cô để là các cái div ha, cái card đây, card card, ok card, card đơn giản thì ta lấy trong này cũng được, card đây, lấy card đơn giản thôi, header footer. Cô lấy cái card đơn giản card này đi, lấy card này luôn ha, card không thôi, basic card, card ủa sao nhỏ, card có cái hình đâu, card có cái hình, đây là basic card, card có cái hình thì là cái này rồi, rồi ok, card có cái hình là cái này rồi, thì lấy cái này, card này, đấy, Ctrl C, để vào đây, đấy. Thì cái này width các bạn để là 400, thì cái này là 400, thì cái này là 300, 400 okay. Rồi avatar cái này không có gì cả, deep cái này thì các bạn thêm cho cô cái này nè, card title cái này nhá, đây thì không có hình thì thôi ha, đi như là card title nè, click chuột ở đây các bạn đều này, cái này các bạn có thể để cho cô là cô bỏ cái image này đi, ok bỏ cũng được. Đấy, thứ nhất là bỏ anh này, các bạn bỏ hình cũng được, ở đây các bạn thêm cho cô là gì ạ, cái này các bạn thêm cho cô là cái dashboard, cho nên các bạn để mấy chức năng nè, đây là quản lý phân loại nè, quản lý sản phẩm nè,
đổi mật khẩu và đăng xuất, ví dụ như vậy, đổi mật khẩu thôi chứ khỏi đi đăng xuất. Quản lý sản phẩm, quản lý phân loại, dashboard các bạn làm như vậy. Cái này là quản lý sản phân loại. Ok. Đấy. Ok, bỏ cái này đi. Cạp tách. Có thể là cái này là chức năng quản lý danh mục phân loại. Đó, cái này là chi tiết. Đây các bạn để cho cô là chi tiết. Đó, các bạn thêm cho cô hai cái này. Deep deep. Đây, copy anh này. Ủa không, copy card chứ. Card. Card đến đây. Rồi, copy card đến đây. Cái này là quản lý sản phẩm như vậy. Ok. Đấy. Thì cho nhỏ lại, cái này bự quá nó tràn nhảy xuống thì các bạn đừng để 4 mà để 300 pixel thôi. Đấy, 300 pixel thôi. Đấy. Rồi, thì các bạn sẽ làm. Ủa? Đây, sao không đủ chỗ? Card, card body. Header. Sao kìa? Card body. Loạt led kìa ta, loạt led đấy. Sao tự nhiên nó nhảy nhỉ? Ok, thì vậy thôi. Thì các bạn đấy, click chuột. Thì thực ra là trang chủ thì các bạn giống cái này, chỉ cần là chỉ có điều là click chi tiết này mà nó vào sẽ vào cái này thôi, là giống nhau trang chủ. Rồi bây giờ này, click cái này vào trang chủ. Bây giờ quản lý phân loại nè, cô sẽ làm cái quản lý phân loại nè. Ok. Margin left 20 pixel. Ok. Cái cách ra. Rồi bây giờ cô click vào quản lý phân loại thì nó sẽ ra cái gì? Đây, cô sẽ click cơ quản lý phân loại cho các bạn coi ha. Ở đây là quản lý phân loại thì các bạn để trong cái thẻ A. Thẻ Ahref. Ahref bằng chưa, đóng cái thẻ A lại, đóng cái thẻ A lại. Ok, đóng cái thẻ A lại. Cái này là ví dụ các bạn để sẹt, cái này là phân loại, cái này là phân loại. Ok, được chưa? Ahref bằng phân loại, cái này quản lý phân loại F5. Thì các bạn thấy chữ quản lý phân loại không? Click chuột vào đây, nó sẽ nhảy sang cái phân loại. Thì hiện tại nó sẽ không tìm thấy get phân loại. Không tìm thấy get phân loại thì cô sẽ tạo một cái trang phân loại ở đây. New file. Quản lý phân loại .html vào đây. Ok. Thì ở đây cái trang mà index của tôi là Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V vào đây. Ok. Thì app cái này các bạn sẽ là sửa chỗ này. Cái này là get đúng không? Thay vì get index các bạn copy cho cô, Ctrl C các bạn copy vô, cái này các bạn thay bằng cái chữ phân loại. Thì ở đây các bạn hot request hot phân loại nè. Ok, in đây nè. Các bạn để chữ là quản lý phân loại đây. Cho HTML được chưa? Rồi, tôi thay cái này là bằng chữ là cái header này nè, thấy trang chủ. Cái này là các bạn để là quản lý phân loại. Ok, thấy chưa? Đó, chưa đổi nhiều, refresh cái. Sau này ra. Khoan. Cái này username khác, cái này login. Cô vào đúng login rồi. Phân loại. Nếu username là cái này, khác cái này. Thì cái này sẽ này ra rồi, đăng nhập đúng nè. Đăng nhập 1 2 3 nè. Submit nè. Quản lý phân loại nè. À, back nè. Quản lý phân loại là nó bài nó back lại từ từ. Vô lý, cái này là username phải không? User là biến toàn cục. Ok. Username.
Nó nhảy vô đây rồi. Khoan từ từ. Tại sao khi vô đây xong thì biến user nó lại là nhảy đây? Ok. Rồi ok, cái này xử lý sau. Tạm thời tôi xử lý sau chỗ này. Cái này tôi sẽ phải xử lý chỗ này sau nha. Tôi comment nó lại đã. Rồi đăng nhập lại nè. 1 2 3 đi ha. Submit vào đây, vào quản lý phân loại. Ủa, sao kỳ vậy? Vào cái khoan khoan. Get nếu là phân loại thì sẽ sau rồi send file trực tiếp. Lỗi cái gì, lỗi cái gì? Từ từ ha. Ctrl C. Chạy lại coi. Start coi. Phu, để coi nó có vào đây không. Console log coi. Console log. Chấm log. Nó có coi vào đây không. In phân loại đi ha. Ok, coi nó có vô đây không. Xong rồi đây bật ra ngoài. Rồi các bạn submit là chắc chắn 1, 2, 3 là nó vào cái index. Rồi bây giờ cô sẽ làm phân loại thì nó lại không vào phân loại. Vậy sai ở đâu? Khi nãy cô còn vào phân loại mà. Phân loại đây. Xẹt. Xẹt phân loại. Xẹt phân loại thì đúng rồi. À, ghét. Xẹt phân loại thì đúng rồi. Vậy thì tại sao index đây quản lý phân loại href, href xẹt phân loại, quản lý phân loại nó phải nhảy ra cái quản lý phân loại này chứ nhỉ? Tại sao nhỉ? Rồi cô xẹt ở trên này trước. Cái này xẹt, cái này là phân loại. À, nó lại bật ra ngoài là tại sao? Ở đây nó không chạy. Khoan nha, nó không chạy vào đây. Tại không chạy vào đây thì nó đi đâu? HTML Hả? Quản lý luôn phân. cô chấm HTML luôn ở trên phân loại á, cô để cho cái tên thanh trang Cái này hả? dạ, Không. để cái link luôn HTML luôn cô. Không không, không để như vậy. Đâu phải đâu, mày điên à? Đúng rồi. Em để vậy nó chạy nó ra luôn. Đâu có. Nó đang bị cái lỗi gì nè. Để đấy thì em chấm thì nó cũng vậy à. Không ra đâu, tôi test cho em coi nè. Chấm HTML luôn. Cái tên nó sao cũng được Ờ mà. đúng rồi, tên sao cũng được, tôi test cho em coi luôn. Phân loại nè. Cho em tâm phục khẩu phục nè. HTML nè. Ấy. Sao ra? Kìa. Cái này Thì còn đơn giản là cô chọn tới cái file của nó luôn mà cô, chứ đâu phải em cô chọn cái tên đâu. không, nhưng mà tại sao nó ra? Cái này vô lý. Nó truy cập cái file luôn mà. Thì tôi Ủa biết cô, cái rồi. đó đúng rồi mà cô, cái sạc đó cô để tên gì cũng được thì chấm hết tờ mà là vẫn được mà Thì cô. tất nhiên, nhưng mà tại sao HTML nó ra mà cái này nó không có ra? Thì tôi mới thắc mắc vậy chứ. Thì ai Hay là cô bỏ cái if user đi cô, bỏ cái if user bỏ luôn cô. rồi nè. Nó không nhảy vô nè, mới bực nè, thấy không? Có chỗ nào bị trùng cái gì không? Đây, cái này tôi biết chứ không phải sao không biết, tại sao nó nhảy mà cái kia không nhảy thì mới là nó mắc cười. Có send file thì đây chắc chắn là send file rồi, thì rõ rồi. Đấy, rõ ràng là cái này nó vô nè, mà cái trên nó không vô, nó nhảy vô. Tôi vẫn rồi ok, tôi check lại coi. À, sao cái này, cái này kỳ ta, sao có chấm thì nó vô, không có chấm nó vô kỳ cục. Trên này cô để index không có chấm nó cũng nhảy vô nè, nhưng tại sao ông kia là không bị? Thế mới là phức, nó mới bực bội, nó mới vô lý. Index thì ok nè. À, nó vắng ra ngoài mất tiêu rồi. À, vậy là nó bị lỗi gì ta, nó bị lỗi gì ta? Ở đây là cô sẽ trỏ tới login, xong tôi sẽ trỏ tới cái index thì nó sẽ vô. À, mà cái chết tại sao nó không vô?
Kỳ ta. Rồi, trước mắt để cái này. Ô khoan, cái tôi sửa bên này. Đúng, cái này quản lý phân loại đây. Đây, chịu phân loại này có vấn đề gì không? Không vấn đề gì cả. Cái này bây giờ mới thắc mắc đây chứ. Cô mới thắc mắc đây chứ. Không không thì cô nói làm gì chứ. Cái này vào quản lý phân loại thì nó không ra. Cái chữ phân loại thêm ra sửa lại cái này chấm HTML thì nó lại ra là sao? Vấn đề là nó nằm ở đó. À, rồi rồi hiểu hiểu rồi hiểu rồi. Ô nhưng mà cũng không thể. Không thể. 1 2 3. Ok. Cái này cũng không ra. Cái này tôi sửa lại rõ ràng cũng không ra. À mà xẹt thì nó ra ta. Xẹt phân loại chấm HTML thì nó lại ra. Khoan, cái này thì là ra submit get. À thẻ A get. Từ 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 từ, nó có vấn đề gì ở đây rồi? Nó có vấn đề gì ở đây rồi? Khoan, cô để A href. Ok, nó gọi thì đúng, nó gọi thì đúng, nó quét nó không có nhận cái này. Ok. Rồi cô Kỳ để ta, khoan, từ từ. sao em làm nó, Nói gì? em chỉ cần để chữ phân loại, xẹt phân loại là nhấp bô được mà cô. Thì bởi cô mới nói là nó có gặp cái vấn đề gì đấy của máy của cỡ của cô không? Thôi bỏ cái chữ phân loại này đi. Ok. Để lại cho con. Đấy, back lại ha. Check 1 2 3. Submit phân loại cũng không được. Cũng không được. Thì đấy, cái của cô nó đang bị gì? Có thể là nó bị catch hay cái gì đó. Rồi bây giờ ta quay lại cái này, tôi để cái chữ. Ủa? À. À, cô sửa nhầm chỗ. Ok. Khoan khoan. Cô sửa phân loại đây. Bên này cũng phân loại. Ok. Đúng rồi. Tại sao ta? Cô để cái phân loại chấm HTML nè. Trở lại nha. 1, 2, 3. Ok. Đó. Ok. Thì nó sẽ gọi được cái anh này. Còn để cô để cái phân loại. Ok. Back lại. Back 5 cái này. Phân loại. Thì nó không ra. À. Kỳ ta. Đó. Phân loại HTML thì đây, HTML khoan, tôi để lại cái chỗ này đi. Kỳ ha, cô không hiểu tại sao. Cô không hiểu tại sao, chạy lại. 1, 2, 3, thì submit. Cái này thì lại được. Cái này thì lại được. Cái này thì lại được, còn cái kia không được là sao ta? Thôi từ từ, tạm thời cô để cái này cái đã, rồi cô tính sau. Ok. Cô tạm thời để cái này đã rồi cô tính sau. Phân loại nè. Đấy, trang chủ thì ta sẽ làm như này. Tôi thử lại cái trang chủ với nha. Cái ahref cái này có lỗi gì cô check sau. Bây giờ cô đang bị cái gì đó. Thì thực ra là cái này là không đúng đâu các bạn ạ. Nó phải có để cái gì cũng được. Đó là về nguyên tắc của nó đấy. Thì cô đang bị lỗi gì cô chưa biết là tại vì đây. Cái này thì cô sẽ để là cái index. Đó, cái này cô sẽ để index. Tức là khi cô đang ở index thì cô có thể là vào được index nè. Đấy, hoặc tôi bất kỳ ở trang nào tôi cũng có thể vào được index nè. Đấy. Ok. Ok. Thích cha cái này không ai. Ok. Rồi, chạy lại nhá. Đây, cô đang ở cái phân loại. Cô quay trở lại index nè. Thì được. À, kỳ ta. Đấy, trang chủ nè. Đấy, quản lý phân loại nè. Ờ, thế cái này nó hơi bị kỳ chỗ này. Kỳ cục index thì chạy được. Mà cái phân loại nó lỗi gì đó để được cô coi lại ha. Cô coi lại cái này. Đó, để cô sẽ giải thích các bạn sau. Còn tạm thời dùng cái đấy đã. Rồi, trong cái quản lý phân loại thì ta sẽ gồm những cái gì nè. Ta bỏ hết cái nội dung này đi. Thì đầu tiên là các bạn. Rồi, cô xóa hết cái này đi.
Rồi, đầu tiên các bạn sẽ là cái trong quản lý phân loại này nè, cái nội dung chắc chắn nó sẽ phải khác rồi. Trong deep body này các bạn bỏ hết hai cái deep này đi. Bỏ hết hai cái deep này đi. Đấy, card body. Đấy. Thì ở đây các bạn sẽ để cho cô là cái bỏ cái hay style hay 100% đi kệ nó. Rồi. Các bạn sẽ để cho cô là cái table. Cái table ở đây, danh sách mà. Đúng không ạ? Thì các bạn vô các bạn copy cái table cho cô. Copy cái table cho cô. Table đâu? Vào đây. Table. Table. Đây. Đây tôi mô tả trong cái trang admin cho các bạn rõ ha. Table nè. Lấy cái đơn giản này đi ha. Đâu rồi, code còn ở đâu rồi? Đấy. Hover. Không có code thì ta copy code vậy. Đây, table đây. Đó, table hover. Table, rồi, ok. Trong card này các bạn để có cái table. Đấy, table. Thì ở đây các bạn sẽ có cái gì đây? Cái phân loại thì ta chỉ có là gì đây ạ? Đây là mã loại. Mã loại. Tên loại hết đúng không? Bạn nào thích để hình thì để ha. Và cái này các bạn bỏ cho cô. Đấy, còn đây các bạn thêm là mã loại, các bạn lấy từ database lên, đổ lên như các bạn ở đây các bạn thêm ví dụ như là các bạn làm sản phẩm ví dụ như là laptop đúng không? Tên loại là laptop đi, mã loại là laptop gì đó, laptop VIP hay laptop 01 gì đó tùy các bạn ha. Còn cái này các bạn để cho cô là cái button, cái gì nhỉ, bootstrap. Đây cái button đâu rồi, button group, button đâu, button đây, button hoặc button group tùy các bạn ha, chọn cái button đây, primary credit button group như cái này nha. Thì đó cũng được, không thể lấy cái được. Cái này các bạn để cho cô là sửa, xóa. Đó. Ok. Đấy. Rồi cái này em các bạn để xuống dưới này. Cái này để xuống dưới này. Cái này để xuống dưới. Đấy, ba dòng đúng không? Đấy. Ok, chạy. Đấy. Đấy. Thì ở đây là khi các bạn click vào sửa thì nó sẽ bật sang trang edit. Khi các bạn bật xóa thì nó sẽ click, các bạn nó sẽ hỏi các bạn chắc chắn xóa không. Và các bạn phải thêm cho cô một cái button nữa là insert. Insert thì không thể để trên từng dòng được nữa, mà cái này mà insert các bạn là để ngoài. Thì insert các bạn thêm mới, các bạn có thể để bất kỳ trên đâu, có thể để trên cái div ở trên cùng này nè. Đó, quản lý phân loại và thêm cái này là insert chẳng hạn, thêm mới để đâu đó là các bạn để cho nó tế nhì đúng không? Thì để cho con cái button. Ok. Trên cái card này chẳng hạn. Đấy. Đây các bạn để cái này là thêm mới. Thêm mới. Ok. Đấy. Các bạn có thể để bên trái, bên phải các thứ. Các bạn click thêm mới thì nó sẽ nhảy ra cái trang là thêm mới để quản lý phân loại nè, thêm thêm loại, thêm phân loại, sửa phân loại đúng không? Đấy, thì các bạn tạo cho cô một cái là thêm phân loại new file, thêm phân loại chấm html đó. Thì trong này các bạn cũng Ctrl A Ctrl C đó, để thêm phân loại Ctrl V. Thì ở đây các bạn sẽ để cho cô là cái gì, chỗ này là thêm mới phân loại. Ok. Đó, trong cái card body này thì bỏ hết mấy cái này đi. Card body này thì bỏ hết mấy cái này đi.
Ok. Rồi ở đây các bạn, cái list này nè. Cái list này để index, cái list này để phân loại là đúng rồi. Ok. Rồi trong cái app này thì các bạn, khi mà các bạn nhảy sang cái phân loại thêm hay đó, get hay post là tùy các bạn. Thì bây giờ các bạn F5 cái này nhập thêm mới phân loại cái thì nó phải nhảy sang bên kia. Thì bây giờ chỗ mà quản lý phân loại, chỗ nút thêm á, thì các bạn để cho cô một cái button hoặc là một cái gì đó, hiểu không ạ? Để các bạn hoặc có thể các bạn click chuột nó nhảy vào, hoặc là các bạn set cái link đó, cái button mà dạng link, các bạn có link ha, link thêm mới hoặc link sửa, link xóa đấy, các bạn có thể dùng cái link hoặc cái gì đó tùy các bạn. Đây cái này là button, cái link button sẽ có không? Đây, button này có cái link button, cái link button là cái này chẳng hạn đó, ví dụ như vậy. Các bạn chọn cái nó phù hợp ha, chọn cái phù hợp thì các bạn có thể sử dụng cái on click cũng được. On click thì các bạn set nó bằng hai cách. Một là các bạn set bằng cái là viết cái hàm, để các bạn viết cái hàm thêm mới ha, là on click đấy, bằng cái này là thêm mới, phân loại thêm, thêm đi thêm đó. Thì cái thêm này các bạn có thể viết, cô viết đài trong này cho nó nhanh ha, các bạn đừng có chuyển script để function thêm. Ok, các bạn có thể trỏ tới là location, location là viết chữ thường, location gán bằng cái này, các bạn để là xẹt thêm mới, cái này là gì đó, thêm phân loại. Ok đấy, các bạn chạy thử nha, click on click vào thêm rồi. Chạy nè, F5 rồi thêm mới, nó sẽ trỏ tới phân loại và nó bảo là request chưa thấy, request chưa thấy. Thì ở đây các bạn thêm cho cô cái request nó đây thôi. Để các bạn thấy nó viết rất là dài, nếu bạn có quá nhiều trang mà viết chung một trang thì rất là dài, cho nên là cô muốn các bạn hướng dẫn các bạn tổ chức vào, các bạn tổ chức cái root là các bạn chia nó ra, cái root dành cho sản phẩm riêng, cái root dành cho phân loại sản phẩm riêng là vì thế. Đây cô muốn tạo các bạn những cái root riêng để các bạn quản lý, để cái file mà file chính của nó là có ngắn gọn thôi, nó không bị dài. Còn làm cái cách này, cách cơ bản này thì file chính nó dài lắm, file chính nó có bao nhiêu cái root các bạn thêm bấy nhiêu, nó kinh khủng khiếp. Cô copy cái anh này cô đưa xuống đây, cái này là không phải là phân loại mà là sẽ là thêm phân loại. Đây cô sẽ thử cái này xem nó có chạy không hay là nó có lỗi gì không. Đấy cái này là thêm phân loại đúng không ạ? Đây thì cái này nhảy tới cái trang là thêm phân loại .html đúng không? Đấy, dear name đó, chạy chạy lại. Ok chạy lại cho anh này đó, phân loại F5 cái thêm phân loại. Đấy cái này thì nhảy được, con cái khi nãy là không nhảy được thì ghét không. Đấy có phải là thêm 10 phân loại rồi không? Đó thì ở đây là cái form insert, thì các bạn insert thì các bạn vào cái form, vào cái form để các bạn copy form cho cô. Đây form, cô lấy luôn cái form này, form action này cho cô, Ctrl C cô bỏ cái checkbox này đi ha. Vậy các bạn à, các bạn đã hiểu cách làm chưa? Trang này trang khác, cái này cô, cái này thêm phân loại thì chỗ cái div này các bạn bỏ cái anh form kia đó, cái form này action thì các bạn không phải tới PHP nha, action thì các bạn tới một trang khác. Method thì để post cho nó vui vẻ, tại vì khi nãy các bạn cứ ghét hoài, bây giờ để cái post đi ha. Rồi cái này là không phải email, cái này là tên, ID phân loại ha, ID phân loại nè. Đấy cái này các bạn để là mã phân loại. Ok cái này type các bạn là type là để là text, control cục thu nhỏ cái này lại đi đó, enter nhập mã phân loại đó, ID của ta là để cái ID phân loại đó, các bạn cần phải để cái nữa, cần cái tên, các bạn phải có cái name, cái này cô để cách ra cái name, nên tôi đặt là ID phân loại luôn, nên về ID tôi đặt chung không sao hết, nhưng phải có cái tên này nó mới lấy được ra dữ liệu khi các bạn post ha. Ok cái này tiếp, cái này là không phải là password mà là tên phân loại, cái này là tên phân loại ha,
Cái này tái là text luôn. Cái text luôn. Placeholder là nhập gì ạ? À? Nhập. Nhập tên, phân loại. Ok. Cái này là để tên phân loại, là để cái ID, cái name cô cũng để cái đấy luôn. Đấy. Rồi còn cái anh này bỏ, cái checkbox bỏ. Đấy. Còn button này thì ta để là thêm mới. Ok. Đấy. Chạy lại cái anh này. F5. Đấy, cô được cái form này tại vì cô để giữa các bạn check cắn lại cái chỗ mà tech center của anh này nè. Anh này dã man thiệt. Đâu rồi? Tôi để lại cái tech center, không phải để center đâu. Đây cạp nè. Tôi để cái tech center nè. Đó. Ok. Thêm 5. Thì nó không nằm giữa nữa. Các bạn kia check lại chỗ này ha. Rồi có thể để thiết lập cái này các bạn thêm nè. Các bạn insert ví dụ như là ABC gì đó, ABC gì đó. Thì các bạn có thể nhập thêm 10 cái thì nó cập nhật vào database. Cập nhật database thì nó sẽ trả lại cái danh sách này. Cứ cập nhật là thêm 10 nè. Cập nhật xong nó trả lại cái danh sách này. Hiểu không ạ? Quản lý sản phẩm làm tương tự, các thứ làm tương tự. Cái sửa với cái xóa thì nó, cái thêm mới thì bản chất nó giống nhau. Sửa thì chỉ có điều là mã là không được sửa thôi. Không thì các bạn phải xóa luôn. Nếu mã không đúng phải xóa luôn. Mã không được sửa chỉ sửa cái tên thôi. Đấy, ok, vậy thôi. Với xóa thì hỏi luôn. Xóa thì hỏi là bạn chắc chắn xóa không? Yes, các bạn xóa không, không thì thôi. Được chưa? Thì trang này được gọi là trang quản trị. Được không? Cái quản lý sản phẩm làm tương tự. Rõ không? Rõ không? Các bạn nắm chỗ này không? Quang Vinh, Vinh Quang. Vinh Quang, còn ai nữa không? Dạ. Đừng. Rồi, có hiểu không? Biết rồi, nó không nhận được tên. Thì cái đấy, cái của cô là lúc nhận lúc không đó. Thì nó có vấn đề nhé, cô để check lại cái đã. Mà cái của cô là... Cái của cô là cái chỗ này cô đang dùng cái gì đây? Cô vẫn đang dùng cái HTTP, vẫn dùng bình thường mà ta. Tại sao nó bị cái chỗ này? Thì để cô check lại xem có clear cat không? Lúc nhận lúc không, tức là nó bị một số cái lỗi. Nhưng mà cái này... Tức là nó nhận cái gì nó cũng nhận đấy. Ok. Có ai có hiểu cái chỗ này không? Ổn không? Ổn không? Vinh Quang hiểu cách làm chưa? Vinh Quang ơi. Cũng đã hiểu được rồi cô. Ừ. Ha. Còn đổi mật khẩu thì em click vào em vào trang đổi mật khẩu như bình thường thôi chứ không có gì ha. Vinh Quang. Ủa, nhưng mà làm sao để đổi được mật khẩu của cô? Đấy, đổi mật khẩu được admin thôi, của ai thì đổi mật khẩu của người đó, không thể đổi mật khẩu thì đó, cái admin của mình là kiểu như là mình cho tài khoản trước rồi cho mật khẩu trước rồi làm sao mình đổi nó không? Đâu có, cái này lưu vào database mà. Ok hiểu không? Bây giờ mình cứ làm giao diện trước rồi tuần sau mình học database thôi. Đúng rồi, mình làm REST cái đã, REST API cái đã, xong mới đến database. Bạn nào mà nghiên cứu được database trước thì làm. Đây nè, tức là các bạn phải làm cái REST API trước. Rồi còn database thì các bạn cứ tạo cái MongoDB thôi. Còn nếu mà ok thì có thời gian đâu, các bạn chưa làm xong, tôi xong giảm dạy. Tôi dạy các bạn giờ là chết luôn. Hiểu ý không? Làm cái, bây giờ làm cái cơ bản chưa xong mà cô dạy tiếp là các bạn sẽ